trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Tổng Tám, xin trân trọng giới thiệu với quý khách. Đây là một đúng 9 giờ sáng ngày 16 tháng ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày bao nhiêu nhỉ? Hả? 10 tháng 7 nhỉ? Xin chào lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Tổng Tám nha. Xin trân trọng với quý vị, hôm nay là 9 giờ sáng ngày 14 tháng 7 năm 2019 nha. Vâng, thì tôi rất hân hạnh được đón bá Nhị và cùng các con của bá, con trai này, con rể này. Vâng, ra để nghiệm thu bộ ghế nghe bảo đỉnh bằng gỗ, chất liệu bằng gỗ hương đá này. Và thì trên hình ảnh quý vị nhìn đây là bá Nhị này ở đền đá thờ huyện Yên Lập đây. Vâng, thì bá đã ra để ký duyệt bộ ghế nghe bảo đỉnh chất liệu bằng gỗ hương đá và một 6 món đây. Vâng, đây là con trai cả của bá đây. Vâng, đang đấy, con trai cả và bá đang cầm bút đấy. À, đây tất cả các con trai con rể của bá. Đấy, chất liệu gỗ hương đá bộ mẫu mới đẹp bây giờ đây. À, còn cái đôn thấp đâu ấy nhỉ? Ờ, đây đây. Ờ, à, đấy. Đó đây, cái bàn bên trên. Mặt liền chắc anh ạ. Mặt ghế, mặt bàn là liền hết. Anh mặt bàn liền hết, 1 tấm hết, phần leo rất là đẹp. Alo. Chiều á? Cái cửa võng này thì các chẳng cần phải ký đâu, bởi vì chẳng lắp sang nhà ai được, mỗi nhà phía trước. Thế bây giờ còn cái sập này thì nếu ký thì phải nhấc ngách lên tí nhỉ. Cảm ơn bá và các anh nhé, và đã tin tưởng và dùng đồ gỗ của cháu nhá. Vâng, hè. Dạ, bàn ghế ký rồi ạ. À, bàn ghế ăn thì cái đấy nó đơn giản thì chẳng cần ký. Vâng, vâng, thế cháu xin cảm ơn nhé. Vâng, thì chào quý vị nhá.